Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì sau video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình ở các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản mà còn mới nguyên chưa qua sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi. Và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn trong video cho cả nhà mình. Mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo. Đó là số 085858 từ Q2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Hôm nay thì sẽ có về với các mẫu của Ponyger này, phiên bản của Paul Hewitt, phiên bản Canipan, Citizen và một vài thương hiệu khác nữa. Và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn cho cả nhà mình. Với phiên bản đồng hồ đầu tiên, em sẽ lên cho cả nhà mình một cái phiên bản đá trắng nha. Đây là một cái mẫu đá trắng của Technos rất là đẹp. Mẫu này thì hôm trước là em cũng đã có gửi đơn đi rồi. Thực sự luôn nhưng mà cũng hơi buồn bởi vì cái mẫu này thì rất nhiều anh hỏi. Nhưng mà em chốt cho anh ý thì xong rồi hàng tới nơi rồi cũng không gọi được. Vì thế cho nên là bên chăm sóc khách hàng của bên Giao Hàng Tiết Kiệm ấy, người ta thì cũng có gọi cho em và em cho hoàn đơn về. Đấy thì hôm nay thì em lên lại cho cả nhà mình. Thì nếu mà anh chị nào một người hôm trước mà có hỏi có thích ở mẫu này mà em báo hết ý, thì các anh chị một người có thể nhắn lại cho em. Đây là mẫu Technos đá trắng nhé, đá ceramic. Đấy, cái dòng đá ceramic trắng này nó sẽ ít hàng hơn là cái dòng đá ceramic đen. Bản này thì em có về là full hộp, giấy tờ đầy đủ ở vị trí phía bên trong. Bản này em đấu về là mới nguyên và chưa qua sử dụng. Đấy, đây mọi người thấy này, đây là một cái mẫu rất là đẹp. Với thiết kế đó chính là kính sapphire và nó giúp cho cái đồng hồ chống trời chống sức rất là tốt. Lịch ở vị trí góc, cái góc này của nó sẽ là góc 6 giờ. Đấy, và ở đây thì 12 cọc số của nó sẽ là 12 cọc số, nó sẽ có đính đá toàn bộ ở vị trí phía bên trong. Đó, đính đá nha, đều được kim chấu luôn ạ. Chi tiết niềng ở hai bên niềng này này, nó cũng sẽ được, đó chính là nạm đá này. Đấy, đây là đá, chất liệu đá của nó sẽ là chất liệu đá ceramic. Dây nha, dây này, chốt khóa này, mặt trước này, mặt sau. Với độ chống nước của bản này là 3TM và mã check của bản này là T9C09. Giá niêm yết tại các cửa hàng bên Nhật đang là 55.000 yên, tức là nó tương đương với tầm khoảng độ hơn chục triệu đối với phiên bản này. Đấy, nó rất là đẹp luôn vì cái đá ceramic trắng này ấy, lên tay nhìn đơn giản đẹp và sang. Và thứ hai nữa đó là nó không sợ là bị bay màu hay gì cả đúng không ạ? Bởi vì nó bằng đá, kể cả mọi người dùng bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì khi mà đá mình càng đeo ấy thì nó lại càng kiểu như là nó càng lý ấy, và cái độ bóng của nó lại càng cao luôn. Nên nó rất là hay là như vậy mà bẩn mình lau dễ. Size 28, càng của mẫu này là 39. Độ mỏng của phiên bản này là 7.1. Mẫu này thì kể cả những anh nam tay nhỏ cũng đeo được nha, hoặc là chị nào nữ tay to đeo được. Đeo lên tay rất sáng tay luôn. Ở ngoài nó sáng ra tay lắm. Đây rất là sáng. Nhưng trên video này nó hơi mờ thì phải. Đấy, đây là viền cạnh. Thấy chưa? Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.450.000. 2.450.000 mã 461 nhé, mới nguyên full hộp đầy đủ. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 462. 462 thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Caniban. Cái bản Caniban thì như em cũng đã có chia sẻ với cả nhà mình ở các video trước đó rồi, thì bên em hiện tại đang làm đại lý ủy quyền của thương hiệu Caniban Bunetti này, Auren này, Exeloser này, Obelulo với cả một vài thương hiệu khác nữa cơ. Đấy thì cũng có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì các anh chị có thể ghé trực tiếp qua cửa hàng. Còn nếu mà mọi người ở xa thì bên em vẫn sẽ có ship code toàn quốc. Thế cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm nhé. Các anh chị cứ mở ra kiểm tra rồi sau đó mọi người thanh toán. Tất cả sản phẩm bên em đều cam kết hàng chuẩn chính hãng. Đó. Với bản Carnival hôm nay em lên cho cả nhà mình ý, đây là một cái bản form của Patek Philippe. Nhưng mà em phải nói thật sự nó rất đẹp. Bởi vì mọi khi là em cũng đã có lên kiểu form của Patek Philippe rồi, nhưng mà nó là form của dòng Nautilus. Cái dòng Nautilus đấy thì cái size nó sẽ to hơn, nhưng đây sẽ là mẫu của dòng Aqua Nautilus. Đấy, dòng Aqua Nautilus này thì cái form của nó sẽ là cái form nhỏ hơn một chút xíu nha. Mặt bên trong có hình quả địa cầu và có hai cái ô cửa sổ lịch, đó là một cái lịch thứ và một lịch ngày. Nhưng mà nó lại được thể hiện ở vị trí góc 6 giờ. Và cái vị trí góc 6 giờ này thì nó lại không làm theo kiểu ô, mà nó sẽ lại giống như là một cái phần chức năng trăng sao ấy. Đúng không ạ? Nó thiết kế giống theo kiểu lại như vậy. Đây là mẫu automatic và có cả chợ có tay đi kèm, sử dụng kính sapphire nguyên khối, giúp cho đồng hồ chống trời chống sức tốt. Bên trong thì bộ kim nhé, với cả cọc số này,
nó sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém, mặt màu nâu cà phê. Trong cái bộ sưu tập của mẫu Carnival, cái mẫu này là mẫu Carnival 8118, thì nó sẽ có màu trắng, màu xanh, màu nâu cà phê, màu trắng, màu xanh, màu nâu cà phê với cả màu đen nữa. Đấy, với cả màu đen nữa. Thì cái màu này là cái màu mà đẹp và bán chạy nhất của cái dòng này. Sau đó là đến màu xanh cũng đẹp, màu trắng. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn cho cả nhà mình. Tức là nó sẽ mỗi một màu nó sẽ lại mang một cái kiểu như là một cái cá tính riêng ấy. Đấy, nó rất là hay. Ví dụ như màu này thì gần như là ai cũng có thể là đeo được, vì nó sẽ không kén tay. Đấy, và nó không kén trang phục một chút nào, mà màu của nó lại rất là sang. Đây nha, màu nâu cà phê này, gọi là nâu cà phê thôi nhưng mà cái màu của nó đẹp lắm. Đây mặt nha, cạnh này, cái chi tiết niềng này của nó sẽ được nặn toàn bộ phần viền đá, và các cái viên đá này đã ống ấy, nên là mọi người sẽ không sợ là bị rơi gì đâu, vì là nó sẽ nằm ở phẳng ở đây này, ở cái phần kính này với cả phần viền bezel này đó, không sợ là bị rịa đá hay gì cả. Để các cái góc cạnh của các cái viên đá này của nó bắt sáng tốt. Đây là toàn bộ phần viền vỏ. Nói chung là các cái này mọi người cứ phải nhận hàng, cầm hàng lên tay thì mọi người sẽ thấy rõ là nó đẹp và xuất sắc như thế nào. Đấy, đây là viền cạnh nha, dây này. Đấy thì vừa phay xước vừa sáng bóng sẽ kết hợp với nhau nhá. Chốt khóa mặt trước mặt sau. Như em đã có chơi đây mã 11 mã 8113 nhá. Đấy cái số 3 em hãy nhìn sang số 8. Mã 8113. Đấy mọi người có thể là check theo cái mã 8113. Bản này có độ chống nước của nó sẽ là 50 TM, và bên trong bộ máy của nó đây có sẽ có chuyện đó chính là bộ máy NH36A. Đây là một cái bộ máy của Seiko, và cái bộ máy này thì mọi người cũng rất là quen thuộc rồi, vì với bộ máy này nó sẽ có đến 24 chân kính, thời gian trị cót tối đa của nó sẽ là 38 cho đến 40 tiếng đồng hồ. Đây là một cái phiên bản Carnival mẫu cực kỳ đẹp, rất là xuất sắc, dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu để mọi người có thể đeo được nha. Size 39.5, càng của mẫu này là 48. Đấy, và đây như cổ tay của em đây là 16.5 này, mọi người thấy không? Như cổ tay của em cũng đeo được luôn nha. Hoặc là các anh nam nào mà nam tay 17, 17.5 là mọi người đều có thể đeo được ở phiên bản này. Chứ nó không kén vì nó ôm tay, mà form của Patek Philippe thì nó cực kỳ là đẹp. Dòng Aqua Nautilus, mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 4.250.000. 4.250.000, mã 462. Em phải nói là bản này cực kỳ đẹp luôn. Mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra, mọi người cầm trực tiếp hàng lên tay, mọi người sẽ thấy nó đẹp xuất sắc như thế nào. Vì có rất nhiều các anh có qua cửa hàng ấy, sau đó mọi người bảo là trời ơi sao ở ngoài nhìn cái màu nó đẹp thế, nó đẹp hơn ở trên video. Vì trên video thì nhiều khi mà em xuất file ấy, thì nó không thể nào mà nó có cái độ phân giải của nó được chuẩn như là kiểu mình up lên được. Đấy, nên là nhiều khi hoặc là có khi là lúc em quay này ánh sáng đèn như các thứ là nó sẽ không được đẹp ấy. Đấy, nên là khi mà mọi người nhận hàng các chị cứ mở ra mọi người kiểm tra nhé. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 463. Mã 463 thì lên tiếp cho cả nhà mình đó là một cái phiên bản của Citizen. Cái bản Citizen này là một bản Citizen mà phải nói thật sự nó cực kỳ đẹp và xuất sắc, và giá thành của nó khá là cao, không hề rẻ một chút nào luôn. Bản này một lát nữa em sẽ check luôn cho cả nhà mình để mọi người có thể thấy. Citizen thì nó là một cái thương hiệu mà không thể không nhắc đến khi mà nhắc đến các cái gọi là các thương hiệu nổi tiếng của Nhật rồi. Mẫu này em có đấu về là full hộp, có giấy tờ đầy đủ bên trong. Bản này mặc dù ấy là người ta đã qua sử dụng rồi, người ta đã cắt dây rồi, nhưng độ mới của nó còn rất là cao. Người chủ cũng người ta dùng rất là giữ gìn nha mọi người nha. Ba kim Eco Dry, đây là độ chống nước của nó đây. Để em xem vào độ chống nước ở đằng sau này nó sẽ ghi này. Đây nó móc vào cái kim, nó móc vào cái điện thoại. Đây độ chống nước của nó đây ạ, 23. Đấy, tức là nó tương đương với cả 200m nhá. Một lịch này ở vị trí góc 3 giờ này. Đấy, và ô cửa sổ lịch này nó lại làm có một cái vòng tròn ấy, nó giống như là một cái mặt đồng hồ bên trong luôn. Tiếp theo nữa đó là bộ kim với cả cọc số. Nó sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Bản này thì thiết kế đó là niềng xoay, núm gen, đáy vặn, và độ chống nước của nó là 20 ATM. Đấy, nên là nếu mà mọi người mà cần đến những cái phiên bản với độ chống nước tốt thì em nghĩ đây sẽ là một sự lựa chọn cho cả nhà mình.
Đấy, mọi người có thể sử dụng rửa tay, đi mưa, tắm giặt thoải mái. Miễn sao đó là núm và đáy phải được vặn chặt và vặn đúng ren. Thì như thế nó sẽ đảm bảo được cái độ chống nước cho mình nhá. Phải nói thật sự là mặt cực kỳ đẹp luôn. Đây mọi người thấy này. Mặt kính nha, không hề có một vết trời xước hay gì cả. Đây là module máy nha. Để em đọc cái khóa của nó vào đã. Máy của nó đây, đó chính là J810 All Stainless Steel này. Đấy, Japan Moment và cây China. Thì cây của nó sẽ là vỏ. Vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Citizen, được đặt tại bên Trung. Còn đâu vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng, bởi vì tất cả các hãng này thì họ đều có các cơ sở ở bên nước thứ ba hết. Đấy, họ mở rộng thị trường và tiết kiệm bớt chi phí đi ạ. Size mặt là 44.8. Càng của mẫu này là 49.8. Nhưng mà nó không quá to mọi người nha. Nó rất ôm tay này. Đấy, mọi người thấy chưa, mang phong cách thể thao. Bản này thì đẹp lắm luôn ý. Phải nói là không thể chê. À, với cả một cái nữa đó là cái dây. Cái dây thì người chủ cũ là người ta cắt dây rồi mọi người nha. Và người chủ cũ là tay của người ta là tay 17.5. Vì thế cho nên là mẫu này nhá, dây cũng chỉ cho cổ tay 17.5 trở xuống thôi. Tay to hơn không đeo được. Đây, em đã check trước khi lên video cho cả nhà mình rồi. Và trên trang của eBay thì hiện tại đang có mức giá đó là 9.200.000. Mà cộng với cả phí vận chuyển nữa là nó rơi vào tầm khoảng độ, cái chỗ này là nó phải rơi vào tầm khoảng 9.8 triệu. 9.8 triệu chờ, rơi vào tầm khoảng độ gần 10 triệu. Gần 10 triệu phiên bản này. Đây, tình trạng cũng đã qua sử dụng nha mọi người nha. Đấy, đây mọi người thấy không ạ? Đấy, dây, khóa, hộp. Đó. Đây là mã của nó nha mọi người nha. Đấy chứ, giá của nó khá là cao chứ không phải rẻ một chút nào cả. Đấy, đấy là đã qua sử dụng và trên trang eBay đang bán là cả phí vận chuyển là rơi vào tầm 9 triệu 8 rồi. Phải đến gần 10 triệu đúng không ạ? Mẫu này thì em đấu được ở trên các trang Nhật ý. Thì trên các trang Nhật thì giá bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều, bởi vì là em đấu giá. Vì thế cho nên là ở mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này đó là 2.650.000. 2.650.000 nhá. Mẫu này thì đã qua sử dụng rồi nhưng độ mới cao. Đấy, rất là đẹp, xuất sắc. Và size dây còn cho cổ tay 17.5 trở xuống. Bản này sẽ ở mã 463, mã 463. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 464. 464 thì em lên tiếp cho cả nhà mình đó là một cái phiên bản máy Thụy Sĩ đi. Đấy nha, của Markvin nhá. Cái bản Markvin này thì hơi tiếc là nó không có hộp đâu ạ, nó không về hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đó, và với bản Markvin này thì mọi người yên tâm là em cũng sẽ để vào cái hộp đỏ bên nhà em cho cả nhà mình, để cho cái đồng hồ nó sẽ được gọi là bảo quản tốt nhất. Với phiên bản Markvin này, đây là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ và cũng đạt được cái chứng chỉ Swissmade và nó sẽ được in ở vị trí góc 6 giờ. Mẫu này thì qua sử dụng rồi, thế nhưng mà độ mới của nó còn rất là ok. Form của nó là form vuông và nó có một cái cửa sổ lịch cười ở vị trí góc 6 giờ nha mọi người nha. Đây là vị trí cửa sổ lịch cười, nó sẽ hiển thị ba cái mốc ô lịch, cọc số học trò kết hợp với cả đó chính là cái cọc số, cọc vạch ở đây. Mặt kính sapphire nguyên khối giúp cho đồng hồ chống trời chống sức rất là tốt. Đấy ạ, nó có làm một cái vòng tròn ở đây, một cái dial mặt niềng vòng tròn, sau đó bên ngoài này của nó là một cái hình vuông. Bên cạnh sườn này của nó có logo tên thương hiệu của hãng này. Đây là mặt trước này, đây là cạnh sườn này. Và đằng sau đáy đây nhá, nó sẽ có mã check của nó sẽ là Markvin M199-13. Sử dụng thép ES, nó là thép trắng, độ chống nước là 5 ATM, 26 chân kính. Đây ạ, The Swing Swissmade Automatic 26 chân kính nha. Với tần số dao động là 28.800 ppH. Và chữ code tối đa của nó lên đến hơn 40 tiếng đồng hồ. Dây da nguyên zin của Markvin. Tất nhiên là dây này thì đã qua sử dụng nhưng mà được gắn nó là dây zin. Đấy, dây zin của hãng luôn. Và các chị thấy chất dây này hay là các cái đường chỉ khâu tay của nó rất là đẹp. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 41.4. Càng của phiên bản này là 49.4. Đấy, và như mẫu này thì mọi người có thể là check theo hình ảnh cũng được nhá. Hoặc là các anh chị mọi người có thể là check theo cái mã của nó, đó là mã M119-13 này. Thì cái này thì em đã check trước cho cả nhà mình rồi. Đây là em check ở trên trang của eBay.
Đấy, mã 119-13 nhé, là Martin Automatic này. Đó, và mẫu này đã qua sử dụng thì hiện tại là trên trang eBay đang bán là 13,8 triệu. Giờ tổng khoảng độ gần 13,9 triệu rồi. Nếu mà tính cả tiền vận chuyển rẻ rẻ thì thôi mình cứ tính tròn của nó là 14 triệu. Đấy, đây là một cái bảng McQueen. Bảng này rất là đẹp luôn. Chỉ tiếc là cái này nó không về hộp đâu ạ. Nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Nhưng mà em cũng sẽ để vào trong cái hộp đỏ bên nhà em, nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Và mẫu này thì em đang để ở mã, đó là mã 464 nhá. Mã 464. Rất đẹp, rất là xuất sắc. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 465. Phiên bản 465 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là một cái bản cơ đi. Lên cái bản này cho nó đẹp độc lạ. Bản này là người ta đựng ở trong cái túi này này, từ bên Nhật về luôn đấy ạ. Sau đó người ta bọc các cái bọc xốp ở bên ngoài. Và nó có cái vận chuyển, hai lần vận chuyển ý. Nó có một cái vận chuyển bên trong nội địa của Nhật này, sau đó là vận chuyển từ Nhật về Việt Nam mình. Đấy, họ bọc như thế này và em cũng đựng luôn ở trong như thế này luôn. Đây là một cái phiên bản rất là đẹp, Star Wars, chiến tranh giữa các vì sao. Đó, thì nếu mà mọi người hay xem phim đúng không ạ, thì chắc chắn là mọi người đã xem đến những cái bộ phim của chiến tranh giữa các vì sao rồi. Ở bản này, đó là một cái phiên bản liên kết, rất là gần như là một phiên bản kỷ niệm mọi người. Giữa đó chính là của hãng G-Edit của Nhật nha, G-Edit Smart này của Nhật này, và kết hợp với đó chính là của Lucasfilm.ltd. Đấy, đây là trên trang chủ, trên trang web của gsx.watch.com. Các chị có thể truy cập trực tiếp vào trên trang này. Bản này là phiên bản giới hạn, tức là tổng cộng của họ sản xuất ra đó là 300 chiếc. Và bản này là bản thứ 97 trên 300 chiếc. Đấy, độ chống nước của bản này là 10 ATM nhá. Ocean Steel sử dụng thép 316 này. Cái chữ ở bên này nó bé quá. Đây, module máy của nó nha. Đây là nó sử dụng đó là máy 8210. Đấy, máy Mi của Citizen, máy 8210 của Citizen này, automatic này. Độ chống nước của nó là 13. Đây, nó có một cái hình này này. Cái hình này là nó giống như là cái hình phi thuyền ý. Phim không phải gọi là phi thuyền à? À đúng rồi, gọi là kiểu dạng như là phi thuyền mà ở trên các cái không gian vũ trụ ấy. Đấy. À, bởi vì là liên quan đến chiến tranh giữa các vì sao mà. Sau đó là có các cái diễn viên gì tự nhiên em lại quên mất tên, một lát nữa em sẽ check luôn cho cả nhà mình luôn nha. Còn về bây giờ ấy, thì mọi người sẽ xem về cái thiết kế, nó rất là đẹp, rất là độc lạ này. Đây là nó giống như là một cái giống là kiểu dạng như cái tàu của các phi hành gia ấy. Đấy, kính này của nó sẽ hơi cong cao lên một chút xíu này, sau đó là nó có một cái hình giống như cái đĩa bay ở đây nữa. Còn về xem giờ ấy, thì ở đây nó sẽ có kim giờ, kim phút và kim giây này, nó đang chạy, nó đang hoạt động bình thường nha mọi người nha. Em sẽ giúp cái núm này, đấy, xoay này thì mọi người vẫn có thể là quan sát được không ạ? Cái thời gian kim giờ, kim phút hoạt động bình thường. Đấy, đây là vừa là mẫu automatic nha, và vừa có cả trợ có tay đi kèm. Kính cong cao lên như thế này. Dây này, nó là dây thép đúc, chốt khóa nguyên zin, tag mark nha, nó sẽ có đầy đủ. Ở đây là GSX nha, GSX này, mã của nó là GSX221SWS1 nha, các chị có thể check theo mã này luôn. Và giá niêm yết của nó đang là 55.000 yên cộng với cả thuế, tức là nó rơi tầm khoảng độ hơn chục triệu ở phiên bản này. Em đo sai mặt trước, sau đó em sẽ check luôn nha. Sai mặt là 40.3 và càng của mẫu này là 47. Đấy, càng của mẫu này là 47 và như cổ tay của em là 16.5, em đeo vừa ôm tay. Nhưng mà em phải nói thật sự luôn là một cái đồng hồ này nó không chỉ là một cái đồng hồ để mà mình đeo đâu. Để mà mình xem giờ thì đúng hơn, đúng không ạ? Nhưng ở với các cái phiên bản này nó còn có một cái chức năng nữa, đó chính là nó cái thể hiện được cái sự cá tính của mình. Thứ hai nữa đó là nó kiểu như là nằm trong cái bộ sưu tập của mình ấy, nó có cái sự gì đó nó rất là vui, rất là thích thú luôn. Đây nhá, em cho cả nhà mình xem này. Đây là mẫu GSX221SW-1 nha, smart này, mã số hiệu của nó sẽ là 107R2-D2. Thì cái R2-D2 mọi người đúng không ạ, nó sẽ có một mã số hiệu 107 này, R2-D2 ở trong này luôn này. Trên mặt đồng hồ có luôn nha. Đấy, và cái hình này nó là cái hình phi thuyền ấy. Đấy, đấy, cái hình phi thuyền. Đấy, mọi người thấy không? Cái hình phi thuyền này, nó sẽ có hình thị ở đằng sau giống như thế này. Sau đó là đây là hình ảnh nha. Hình ảnh của sản phẩm này. Đấy, theo các cái chiều, các cái góc nghiêng. Đúng không ạ? Và họ giới thiệu rất là chi tiết luôn.
Cái này thì nó không phải hộp đâu, đúng ra cái hộp của nó sẽ là cái hộp như thế này này. Nhưng mà cái này thì em đấu về là nó sẽ không về hộp đâu ạ. Và ở đây nhá, nó sẽ có các cái chi tiết luôn này. Đấy, cộng với cả thuế đúng không ạ? Đây, GSX đây, mã của nó đây, nằm trong bộ sưu tập này. Cái này nó còn có cả cái kiểu như là giống như là cả một cái câu chuyện ở bên trong này, bởi vì nó viết bằng tiếng Nhật đấy, nên là đâm ra là em không dịch được. Đây này, đây mọi người nha. Đây, loạt phim Star Wars này. Đó, hình ảnh ký tự R2D2 này. Nói chung là mọi người cứ truy cập vào ở trên trang chủ này này. Nó còn nhiều cái rất là hay luôn ý. Tức là họ sẽ giới thiệu chi tiết về cái phiên bản này, phiên bản kỷ niệm này. Nó còn có những cái gì nữa. Đây, tìm kiếm bằng Google. Đây, bản này là cộng với cả thuế. Tức là cái bản này là nó tính ra là 9.4 triệu. 9.4 triệu cộng kèm thêm cả thuế nữa thì nó sẽ rơi vào tổng khoảng độ hơn 10 triệu đối với phiên bản này. Đấy, rất đẹp nha, mới nguyên, chưa qua sử dụng. Bản này em đang để cho cả nhà mình là 4.250.000. 4.250.000 nhá. Kính cong cao lồi lên như thế này, rất là đẹp. Và mẫu này sẽ ở mã 464. Liên tiếp cho cả nhà mình ở mã 466 nhá. Thì phiên bản 466 em sẽ lên cho cả nhà mình một cái bản, đó là bản của CK đi. Một cái bản thiết kế rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Phải nói thật sự là rất đơn giản luôn. Cái bản CK này là phiên bản CK của Thụy Sĩ. Đây là một trong 18 thương hiệu trực thuộc của tập đoàn Swatch-Swiss. Đấy, và đạt được rất nhiều các cái chứng chỉ, gọi là tức là phải trải qua rất nhiều cái kỳ kiểm định nghiêm ngặt để đạt được cái chứng chỉ Swiss Made và được in ở vị trí góc 6 giờ. Bản này là kim dây rốn nha, mặt này. Bản này mặt rất là hay, mọi người thấy không? Mặt của nó sẽ chia ra làm hai phần nha mọi người nha. Đấy, đây để mọi người thấy không ạ? Đây, nó chia ra làm hai phần nha. Một cái phần thì cái màu của nó sẽ cảm giác nó sẽ sáng hơn một chút, còn một phần thì màu của nó sẽ hơi đen một chút xíu này. Đấy, đây là một cái phiên bản CK cực kỳ đẹp với các cái đường trải vân này. Đấy, mặt nha, CK Kevin này. Mẫu này rất là mỏng. Mẫu này thực sự rất là mỏng luôn. Mặc dù là bản này thì cũng đã qua sử dụng rồi, thế nhưng mà độ mới của nó cũng còn rất là ok. Đấy, CK. Khi mà nhắc đến CK thì mọi người hay nghĩ đến ví dụ như là quần áo, nước hoa, đồ da, túi hiệu các thứ đúng không ạ? Rất là nhiều. Đấy, và cái khóa đặc trưng của CK đó chính là cái khóa bập bênh. Cái khóa bập bênh này nó giống như một cái thắt lưng ấy mọi người. Đây. Ơ thôi. Đây nha. Đấy. Mọi người thấy khi mọi người đeo lên tay nó sẽ như thế này này. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Vì các thương hiệu khác ấy thì họ chỉ làm có một nửa của cái phần khóa này thôi này. Đó, nhưng mà ở đây thì cái riêng cái dòng CK này thì họ lại làm cái kiểu dạng khóa bập bênh giống như thắt lưng. Và nó mỏng lắm. Mẫu này thì độ mới của nó còn cao nhá mọi người nha. Nhìn khi mọi người nhìn ở trên video, ánh sáng nó trực tiếp nó chiếu vào ấy thì mọi người sẽ nhìn thấy các cái vết xước lông mèo. Còn nếu mà để mà nhìn bình thường như ở ngoài này thì không nhìn thấy đâu. Nghĩ là mình phải soi thật kỹ mình thấy thôi. Size 39.5 nhá, và càng của mẫu này là 44. Độ mỏng của mẫu này là 8.1. Đấy, đeo lên tay rất là đẹp. Và dây của nó là dây màu nâu tây. Cái này mọi người có thể đeo đi làm, đeo đi chơi đều được hết. Nó mỏng. Và em đang để cho cả nhà mình là 2.250.000. Đó, 2.250.000. Mã 466. Đấy là cái thiết kế của CK. Rất là xuất sắc luôn. Em rất là thích các cái mẫu của CK luôn ý. Vì cái mẫu của họ nhìn trông nó đẹp và nó rất là sang. Tiếp theo sang ở mã 467. 467 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu của Seiko này. Cái bản Seiko này nó là bản Seiko Solar pin năng lượng mặt trời nhá. Và bản này là bản tổng cộng của nó là 7 kim. Đây là kim dây này, kim giờ này, kim phút này. Kim này của nó sẽ là kim báo thức. Cái kim báo thức ở đây. Và nó sẽ có kim dây này là kim dây của chức năng chronograph. Thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị ở vị trí góc 6 giờ. Mẫu này thì cũng đã qua sử dụng. Nhưng mà kính thì cũng rất là mới. Kính cũng không thấy có vết
gì mấy, không có luôn. Để xem đây, soi ánh đèn là kỹ nhất đây này mọi người này, nhớ chưa, kính nha, chưa có vết chảy xước hay gì cả. Đấy, còn tất nhiên là về cái phần viền với cả dây nhá, các thứ ấy, nó cũng sẽ có xuất hiện một vài các cái vết xước lông mèo hoặc là các cái vết theo thời gian, thì cái đấy cũng không thể tránh khỏi được bởi vì là đã qua sử dụng. Thế nhưng mà độ mới của các cái bản này còn rất là cao. Ở bản này nó gọi là bản kỷ niệm mọi người ạ. Bản kỷ niệm cái gì đây, 10 lần thứ 30 đây này. Đấy, 30TH đây này, lần thứ 30 này. Độ chống nước của bản này là 10 ATM nhá. Mã máy của bản này là V1172. Made in Japan, phiên bản nội địa đấy, bản này là bản nội địa. Đây là được sản xuất lắp ráp, các chi tiết linh kiện đều tại Nhật, size 40.2. Càng của mẫu này là 47. Đấy, đây này, đeo lên tay rất đẹp và mẫu này dây của nó cũng còn dài cơ. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 2.450.000. 2.450.000 nha. Cái này thì nó có các cái bẩn bẩn ở đây cạnh cạnh này này. Về là em cũng chưa có kịp vệ sinh đâu. Tức là em hôm nay là lên video là em tiện là em lấy luôn ý. Thì trước khi mà gửi đơn thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại các cái phần viền cạnh này cho cả nhà mình nhé. Nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Mã 467, tiếp theo sang ở mã 468. 468 thì em lên cho cả nhà mình cái mẫu này đi. Mẫu này là mẫu của Poniger này. Mẫu Poniger này đây là một cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Đấy, và với các bản của Poniger này thì anh chị thấy là thiết kế nó rất là đẹp. Đây là một cái hình ảnh, đó chính là một cái ngọn núi, sau đó là có một cái cối xay gió. Còn đây là một cái chức năng, đó là về cái phần mặt trăng mặt trời đấy. Còn nó có một lịch ở vị trí có 12 giờ vị trí phía bên trên này, mặt của nó này, khảm xà cừ và cái lòng trăng ở bên trong này. Đấy mọi người đúng không ạ, nó sẽ có được nạm toàn bộ bằng phần viền đá. Cái này nó đều được ghim chấu hết nên là mọi người không sợ là bị rơi đá hay gì đâu. Cái khảm này này nó giống như là một cái mặt trời luôn, không phải mặt trời mà nó giống như là các cái đám mây ở trên bầu trời ấy. Đấy, rất đẹp nha, cảm giác nó có một cái gì đó nó giống như một cái khung cảnh rất là thơ mộng. Cối xay gió này, ngọn núi này, đúng không ạ, có tuyết này, sau đó là ở đây lại còn là có cả các cái hình kiểu hình các cái đám mây. Đây là cái chức năng trăng sao nhá. Bây giờ em sẽ rút cái núm này ra, em sẽ xoay cho cả nhà mình xem. Đấy, một cái kiểu dạng như một cái một cái phần kính trong ở bên trong luôn ý. Đấy, và như thế thì mọi người sẽ biết được là cái thời gian này đang là ban ngày hay là ban đêm. Thấy chưa, nó đã chuyển sang ngày mới rồi. Đó, đây là kim đóng núm này. Mẫu này thì automatic nhá. Kim dây sẽ là cái kim dây ở cái phần cối xay gió này. Bản này thì sẽ sử dụng mặt kính sapphire nguyên khối và nó sẽ giúp cho cái đồng hồ chống trầy chống xước rất là tốt. Viền này, sáng bóng này, cạnh ở bên cạnh bên trong này mọi người thấy không? Nó có ghi thông số này. 21 Zewell, 21 chân kính. Đấy, nếu mà nhìn xa thì sẽ không thấy đâu. Cái này là em phải soi vào đây nha thì mới nhìn thấy được, chứ còn để mà mắt thường em nhìn ở bên ngoài cũng không nhìn thấy được đâu. Khó nhìn lắm. Núm này. Mặt sau này. Kính sapphire, mã check của nó sẽ là RFL16.0.20.P7.23. Thép 316, độ chống nước là 5 ATM. Đây là búa, cái máy của nó đẹp thế. Dây nha, high quality, chất lượng cao. Dây da đẹp nha, các cái đường chỉ này nó giống như các đường chỉ dây da khâu tay này. Khóa này, thông minh nhá và rất là tiện lợi. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là 40.5. Càng của phiên bản này là 46.4. Đấy, đeo lên tay. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 4.250.000. 4.250.000 nha. Mã 468. Full hộp. Giấy tờ đầy đủ. Đó, mã 468. Tiếp theo sang ở mã 469. 469 thì em lên cho cả nhà mình ở mẫu này đi. Mẫu này là mẫu của Salvatore. Đây là bản của Salvatore này. Mẫu này em cũng bị bom về. Cái này thì mọi người nhớ nghe kỹ cái size giúp em nhé. Vì khi mà chốt đơn ý, thì thực sự cả nhà mình là nhiều khi em cũng không có ý, bởi vì khách cứ gọi điện đi bảo là anh chốt ở mã này là em sẽ chốt và sẽ hỏi địa chỉ luôn. Thì em cũng cứ tưởng là mọi người đã xem hết các cái size mặt của đồng hồ rồi. Đấy, thì mẫu này thì em về là full hộp này, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Thì khi mà hàng tới nơi rồi thì anh ấy mở ra thì sau đó anh ấy ướm thịt lên tay thì nó lại hơi to so với tay của anh ấy. Nên là anh bảo thôi để anh ấy chọn sang mẫu khác.
Thế thì nếu như mà mọi người mà tay to nhá thì mọi người hãy chốt ở mẫu này. Bởi vì cái bản này lại nó là một cái thiết kế nó kiểu dạng như là một cái phong thể thao hầm hố một chút. Đây là mẫu 6 kim. Nó chạy chức năng Chrono Grab bấm giờ thể thao, nó có kim 24 giờ một ngày, nó có lịch ở vị trí góc 4 rưỡi 5 giờ này. Và mọi người thấy không ạ, cái mặt này nó sẽ hơi theo kiểu dạng lòng chảo một chút xíu nha. Bộ kim này với cả cọc số này nó sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém, nó hơi nghiêng nghiêng lòng chảo một chút, thấy chưa? Các cái dòng này thì người ta sẽ sử dụng đó là dòng kính cứng cường lực, thế cho nên là cái độ chống trời chống xước của nó ấy, nó cũng rất là ok, bởi vì người ta sử dụng kính của hãng, và thứ hai nữa là cái độ chống va đập của nó tốt. Đấy, chi tiết niềng này nó sẽ là cái chi tiết niềng, là niềng răng cưa đấy nha, cạnh sườn này nó có các cái phần, đó là các cái phần đây này, mình kiểu người ta chế tác ra cái kiểu các cái cũng là kiểu hình răng cưa ở đây nữa này. Đấy, đây các cái cạnh sườn rất là chi tiết luôn đúng không ạ? Đây là mặt trước, mặt sau. Bản này có mã check đó là SM15107-6 stainless steel nha, độ chống rất là 10 ATM. Dây silicone. Cái dây silicone này thì độ đàn hồi của nó rất là tốt, ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da đâu, nên là mọi người đeo lên tay thật sự rất là thoải mái, rất là thích. Chốt khóa của nó này nguyên zin. Và ở đây tag mark của nó thì cũng sẽ có đầy đủ. Nói chung là mẫu này thì mới nguyên full hộp đầy đủ. Size 46.3. Càng của phiên bản này là 52.6. Mật màu xanh, màu xanh thì gọi dạng xanh quân đội. Và mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to, tay to thì đúng không? Cái này là phải tại anh nam tay to. Đấy, và ít nhất phải từ 17.5 trở lên mọi người mới đeo được nha. Bản này em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 2.150.000. 2.150.000 mã 469. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 470. Và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay, thì em có một cái bản này này của Paul Hewitt này. Đây, em lấy nốt rồi các bạn. Paul Hewitt à, hay thôi em lấy cái mẫu này đi. Thôi em lấy cái mẫu này đi nha. Cái mẫu này thì bản này sẽ là bản đây là grade này, đây là hộp của nó này. Em không thấy sổ, chắc có khi là nó bị mất sổ rồi. À đây, Kingdom. Đấy, đây Kingdom nha. Tức là nó liên quan đến kiểu như là vương quốc ấy. Đây là một cái bản mà chạy của nó không phải vương quốc mà nó giống như là cái cung điện hoàng gia ấy. Bản này nó chạy là 5 kim. Bản này 5 kim này, đây là kim 24 giờ mỗi ngày này. Thì mình biết được là đang là ban ngày ban đêm đúng không ạ? Sau đó đây là lịch thứ này. Để em xem ở cái bản này. Cái kim giờ và cái kim phút nha mọi người nha. Mọi người nhìn cái kim giờ và kim phút nó rất là lạ luôn. Nó đúng theo kiểu dạng như là đây đây. Nó giống như là các cái gì đó ở các cái cung điện hoàng gia mà người ta hay có ấy. Gọi là cái gì nhỉ? Em cũng không biết gọi tên nó là cái gì. Nhưng mà cái kim giờ kim phút này rất là lạ, rất là đẹp này. Đấy. Rất đẹp nha. Mặt này. Cọc số thì nó lại là cọc số, vừa là cọc vạch này, nó lại vừa là cọc la mã. Vừa là cọc vạch, vừa là cọc la mã này. Nó lại có cái cọc la mã lại ở vị trí ở đây trên này. 13. Ồ, rất là hay luôn ý. Đây là viền cạnh nha, phay xước này. Mọi người nhìn cái đường phay xước này. Núm này. Đằng sau đáy này. Made in Japan nhé. Phiên bản nội địa này. Đấy, cũng được thiết kế sản xuất lắp ráp ở tại Nhật luôn này. Tiếp theo là dây. Dây da đẹp lắm. Cầm lên tay mọi người sẽ thấy. Đây, các cái đường chỉ này. Khóa này. Ô, bản này rất đẹp luôn. Mà cái màu vàng của nó lại theo kiểu dạng như là màu vàng champagne ấy, size 37.8 nha. Càng của mẫu này là 45. Đấy, như của tay của em là 16.5 này, là em đeo vừa luôn. Cái này nhìn ngoài đẹp lắm mọi người ạ. Đây là viền cạnh. Món này em đang để cho cả nhà mình là 1.700.000 nhé. 1.700.000 mã 470.
và cũng là mã hàng cuối cùng trong video ngày hôm nay. Thì em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585842, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.